Đây là bài võ thể dục buổi sáng của Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông. Đối với những chiến sĩ trinh sát, bài võ thể dục buổi sáng không chỉ là một nội dung huấn luyện nhằm nâng cao thể lực, sức bền, dẻo dai của bộ đội, mà còn là biện pháp kích hoạt năng lượng cho ngày mới, học tập, công tác và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ngoài huấn luyện, rèn luyện chính khóa, Đại đội Trinh sát còn tăng cường các hoạt động luyện tập thể lực vào giờ thứ 8 như chạy dài, co tay xà đơn, lên xà kép, nâng tạ, thực hiện quy định giãn cách tối thiểu 2 mét và không tập trung quá 10 người. Đơn vị áp dụng phương pháp chia nhỏ thành từng nhóm luân phiên, thực hiện nhiệm vụ bảo quản vũ khí trang bị, rèn luyện sức khỏe, tăng gia sản xuất. Để có bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, tăng đề kháng cho bộ đội, phòng chống dịch, lãnh đạo, chỉ huy và nhân viên hậu cần của đơn vị xây dựng thực đơn khoa học, khai thác nguồn thực phẩm tại chỗ từ công tác tăng gia sản xuất, chế biến cẩn thận, sạch sẽ, an toàn tuyệt đối. Tăng gia sản xuất là một trong các chế độ trong ngày. Vì vậy, đơn vị thực hiện tăng gia sản xuất là thực hiện đúng và đủ các nội dung, các chế độ giúp cho cải thiện bữa ăn của bộ đội trực tiếp có rau xanh, sạch để nhập bếp và tăng gia sản xuất, rèn luyện cho chiến sĩ tính tỉ mỉ, chịu thương chịu khó và có một kỹ năng trồng trọt sau này. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho bộ đội hàng ngày được đơn vị tiến hành chặt chẽ. Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, đơn vị thường xuyên đo thân nhiệt và tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra bộ đội rửa tay bằng xà phòng, súc miệng nước muối, đeo khẩu trang đúng cách để phòng dịch. Quán triệt giáo dục cho cán bộ chiến sĩ này chấp hành nghiêm những quy định về công tác phòng dịch, nhất là cái số cán bộ ra ngoài để công tác xong vào đơn vị thì tiến hành chặt chẽ cái biện pháp như là đo thân nhiệt trước khi vào đơn vị, rồi tiến hành rửa tay, rồi khử trùng phương tiện ra vào đơn vị thường xuyên. Những biện pháp rèn luyện chăm lo sức khỏe cho bộ đội đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, bảo đảm 100% quân số khỏe cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động xử lý các tình huống khi có lệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào đơn vị.